Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Quỹ tranh Buddha Street Life thuộc mạng xã hội Phật giáo Buddha.vn đã trao tặng bộ tranh gồm 35 bức cho bệnh viện. Hoạt động này góp phần tô điểm cho không gian của bệnh viện trở nên ấm áp và gần gũi hơn, giảm áp lực tâm lý của người bệnh, khơi nguồn mỹ cảm vốn có trong con người, chia sẻ áp lực với đội ngũ y bác sĩ và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Đây là hoạt động trong chuỗi các chương trình mạng xã hội Phật giáo Buddha.vn thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quỹ tranh Buddha Street Life thực hiện từ cuối năm 2020, với hàng trăm bức tranh được treo trang trọng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Những bức tranh này không chỉ là sự gửi gắm tình cảm và chia sẻ của Quỹ tranh Buddha Street Life đối với những nỗi đau của người bệnh, mà còn phản ánh nét đẹp văn hóa của người Việt.